Hello, xin chào tất cả mọi người và khá là nhiều anh em yêu cầu mình chơi lại vị tướng ngộ không này và lâu lắm rồi mình chưa chơi quên hết bộ kỹ năng vị tướng này rồi. Ok, và tiếp tục trong trận đấu này mình sẽ chơi ngộ không nhá. Và mang cái bọc phá thay vì cho cái tê tái, hiện tại thì có hai thanh niên đó là mang tê tái đi thôi. What the hell, sao AFK thì phá cả tao AFK thua. Vừa vào trận đấu vừa mở mắt ra đã nhìn gặp cái gì đây, chửi nhau gì đây, chưa hiểu cái thành phần gì đây, đáng lòng thật. Chắc là tranh rừng rồi. Đầu tiên này F1 đó là cá Phanit mang cái tay tái, mình chắc là mình thấy vậy thôi. Còn đối với tòa Slim thì cũng mang tay tái đi rồi, mang cái trừng trị đi rồi. Rồi thế là hai thanh niên này đang đừng, mấy bạn ơi đừng trận danh của tôi, đừng quá kiểu là cá nhân thôi. Rồi sao mà ý thức kém ấy nhở. Thật sự thì bạn không tiếc một sao nhưng mà những cái người chơi còn lại rất là tiếc. Rồi căng rồi, chưa gì đã trẻ trâu. Thật sự sao dạo này gặp lắm trẻ trâu đi nhỉ. Lao danh khó dã man ấy, vừa vào trận đấu chưa kịp đánh, chưa thấy ăn mạng miếc gì cả, chưa thấy diễn biến ra sao mà đã chửi nhau lại sinh ngậu đi rồi. Thật sự thì mình làm clip thì mình cũng thấy hơi bị ức chế, tại vì mình làm clip này mình mới có cái bằng chứng, rất là nhiều bằng chứng cho anh em xem rồi nhá, tại vì là mình quay clip mà đấy. Xong rồi đây vẫn còn nhân viên này, chứ còn nếu mà anh em nói là anh em gặp trẻ trâu suốt ngày nhưng mà như thế thì chả ai tin đâu. Anh em bị tụt danh vì trẻ trâu cũng chả ai tin đâu, tại vì anh em có quay lại cái clip đấy đâu mà ai biết được là anh em gặp trẻ trâu. Thì trong trận đấu thì nói chung thì mình cũng quay clip lại và thôi, nhìn cho anh em thấy rõ thôi, nhưng mà không sao, đừng vì ý kiến cá nhân mà thôi. Hy vọng là hai thanh niên này sẽ nghĩ lại và đánh một trận đấu tử tế này. Rồi quay trở lại với trận đấu đó là ngộ không ấy à, căng nhỉ. Trận này là solo với Zuka, căng đấy, kèo này là được ấy. Ngộ không với Zuka, ai cứng tay hơn thì sẽ ăn nhau, nhưng mà có vẻ là lâu lắm mình không chơi ngộ không và đây hai thanh niên này đều thông tạo S rồi. Mình thông tạo S và cũng như là Zuka thông tạo S thì nói chung thì ai cứng tay hơn thì sẽ hành được nhau thôi. Còn trong trận đấu này thì đối phương có Butterfly, nữ quái nổi loạn. Wow. Sợ thật, lâu lắm không nhìn thấy một danh không nhìn thấy danh cao thủ là thấy anh em chơi Butterfly. Có vẻ căng, chắc thanh niên này có vẻ là tay cứng đây. Bọc SS mà trang phục khá là đẹp. Đấy, trận này nếu đánh ra, đánh tính ra thì mình có thể ăn thừa sức, tại vì là đối phương có Ignis này. Rồi, bộ không mà bắt được Ignis thì đúng là cho hai gậy là nát luôn người rồi. Tại vì thanh niên này già lắm rồi. Già già cực luôn rồi, không còn cái gì nữa đâu. Nói chung thì gộ không rồi thôi. Đại khai sắc giới đi. Sư phụ cho phép thì thôi mình cứ phải diệt yêu quái, diệt trừ yêu quái. Ok, và trận đấu bây giờ mình sẽ cố gắng làm sao nào, đè đường ngay từ đầu. Cố gắng farm một chút đã. Không biết là rình mò Zuka đâu. Những cái phút đầu này phải trao đổi chiêu thức rất là cẩn thận thôi, tại vì là Zuka và Ngộ Không đều có lượng sát thương rất là bá ở những cái level đầu game này. Đấy, cứ từ từ mình sẽ cố gắng farm level 2 đã, rồi hổ báo sau. Rồi quật này á, rồi chơi căng. Ôi giời ơi, mình mất nửa cây và Zuka mất nửa cây. Kèo này là cân kèo. What the hell. Đây mình sẽ nhử nha. Ôi từ, đợi gấu béo lên một phát là thịt luôn. Đây rình thanh niên này có vẻ là lên này. Ấy lên, kìa. Sao không ném phi lao, phải chấm luôn, dừng ơi là dừng. Đưa, mất mạng à, có chán thật. Ganh cái kiểu gì thế này không biết nữa. Thôi ông đi farm hộ tôi nhờ. Trời ạ, thôi đi farm đi còn ở lại đêm gì. Trời ơi, thật sự rất là khó hiểu luôn. Rừng mới level 2 không đủ sát thương để hạ nó đâu. Không có, thật sự mới level 2 làm sao ăn được. Đời heo. Thôi dù sao câu được cái bộc phá rồi. Rừng mới level 2 thôi mà đi ganh đứng lì luôn trong bụi rồi, thoạt. Hiện tại thì anh em để ý là rừng team mình đã bị thoạt khá là nhiều khi mà Butterfly team họ đã farm được rất là nhiều rồi. Chán luôn. Trời ạ, đánh cái kiểu gì nữa không biết nữa. Rồi, có lẽ là mình sẽ phải chim lượn về nhà đã. Rồi, hiện tại thì rồng kìa, đang có bát rồng kìa. Sợ thật, rừng hiện tại đang thoạt này sao ăn rồng được. Và trang bị đầu tiên cho vị tướng A. Rồi, ở cuối game thì mình sẽ để lại các trang bị cho anh em nhá. Cuối game mình sẽ để lại tất cả các trang bị cho vị tướng ngộ không. Nói chung thì cái trang bị ngộ không nó cứ sàn sàn nhau đấy anh em ơi. Nó không có gọi là cái gì đổi mới đâu.
Tại vì bây giờ đổi mới thì Ngộ Không thì nó cũng sẽ yếu hơn. Những cái trang bị khác thì hiện tại bây giờ nó chưa cập nhật đồ mới, chưa chưa update cái bản mới, vậy nên là cái trang bị nó vẫn thế thôi. Đồ của thời đại xã thủ này cũng khá là đơn giản, anh em để lên thanh kiếm này, tiếp đến là giày kiên cường hoặc là giày hộ vệ, giày thì tùy chọn đấy, giày thì anh em tùy chọn thích lên giày là thì lên đấy. Thanh kiếm giày thì chọn, tiếp đến là Sonata Batap, phước cập kiếm và một cái trang bị nữa đó là kiếm Muramasa, rồi một trang bị cuối cùng đó là Nanh Thanh. Đấy là các trang bị, nói chung thì trận nào cũng đánh yêu kiểu như thế thì nó khá là khỏe, không cần thay đổi đi đâu, trang bị nó vẫn như cũ nhá. Đấy, thanh kiếm Sonata Batap, phước cập kiếm đây, một gậy làm sáng, một gậy nữa này, chơi luôn là bật à, dám bật à, ôi bật này. Thôi vẫn chạy được kìa. Ôi thôi, đùa tí thôi mà anh ở căng thế. Đấy, các trang bị cho vị tướng này hầu như là xuyên giáp và chí mạng nha. Đấy, hiện tại chí mạng khá cao và ngọc quý anh em mang, cứ mang ngọc chuẩn của Ngộ Không được. Cứ chí mạng mà ra tỷ lệ phần trăm chí mạng. Lúc đầu thì vào lắp luôn cái ngọc chí mạng đã, sau đó là tỷ lệ phần trăm chí mạng. Đó là khi mà anh em cấp độ cao thì nó càng có thể là chí mạng nổ rất sát thương, thi thoảng nó sẽ nổ sát thương chí mạng rất đau. Đây. Thôi, em hàng ngon chưa? Ôi thôi, cái gì đây? What the hell? Cái gì đây? Ơi thôi, thay em chị ơi. hên quá đi. Ôi bút fly kìa. Ôi, tôi sát chết rồi, không còn mana. Thôi, what? Thôi. Đen thật sự. Ôi giời ơi, gặp ngay Du béo bây giờ hơn mình trang bị rồi, mình 1800 vàng và Du béo 1700 vàng, vẫn thua mình về lượng vàng, nhưng mà đã hơn về cái mạng rồi. Càng quá, chưa chỉ mất zin rồi. Đấy chứ, lâu lắm không đánh Ngộ Không nhưng kiểu ngáo anh em ơi. Anh em thông cảm nhé, tại vì là nhiều anh em yêu cầu mình làm mình Ngộ Không quá. Chơi Ngộ Không thì mình khá là lắm cả clip rồi, nhưng mà dạo là gần đây là không để ý thanh niên này mấy. Toàn để ý những vị tướng đô đoàn bị lãng quên như là Lumbu, như kiểu là Omega, Pena, đấy, kiểu đấy nào. Một gậy này, chiêu cuối, một gậy này chạy đâu? Ây dồi, thôi chạy. Cái gì đây? Mộng năng à, nặng mông à? What the? Trời ạ, chạy đâu được nhờ? Cứ mà chạy, đứng lại thôi. Cái nhịp này là sai lầm rồi, đánh bọn rồi. Sai lầm nha em yêu. Quả đấy là du béo vậy, mộng năng anh em ơi. Kiểu nhảy phát hai lần không qua được tường, trời ơi, khủng quá. Phát đấy chả nhẽ mình bế lên. Oh my god. Rồi bây giờ mình sẽ chặn đầu vét máng hai mạng luôn, theo nát và... Đây, em hàng lòi lên bảng bút lạ. Ủa, 400 vàng thay vì 200 vàng cái điểm thông thường, nhưng mà mình được cái mạng xúc đao 400 vàng rất là ngọt. Thế là ăn được cái mạng bút lạ bằng hai cái mạng đấy, ngon đấy nhở. Cái mạng chiến công đầu anh em được 300 rất là phê. Đấy, cái mạng hạn chấm dứt này được 400. Thôi, đừng có lẩy, đừng có tham thì thâm các cụ có câu rồi, và thi thoảng anh em được phép tham thôi, nhưng mà tham thì anh em sẽ nhận được hậu quả. Mình cũng bị rất là nhiều rồi. Mình cũng bị rất là nhiều pha tham ngu người luôn. Tính chất hổ báo là anh kiểu đánh hổ báo rồi nhìn máu thì ngọt sời thế. Thôi dù sao thì cũng đổi mạng đi cho nó bách liệt. Ok, và bây giờ sẽ có cơ hội ăn con rơi quỷ này rồi, sẽ được 72 vàng và được một lượng vàng chênh lệch với đối phương một chút vào chí mạng này. Đấy, chí mạng hết sạch mana này thì đánh đấm cái gì, trời ạ. Hết sạch mana rồi, biến về thôi. Đấy, hiện tại thì lúc đầu chửi game, bây giờ là im rồi. Hai thanh niên lúc đầu chửi nhau loạn sinh ngậu lên, bây giờ là im rồi. Mình rất là thích kiểu vậy, đừng có mà là chửi nhau trong trận đấu làm gì. Không tốt đâu. Khổ quá. Đánh đi, tại vì trong trận đấu này cũng chưa gọi là chênh lệch lắm đâu. Tại vì trong trận đấu này hiện tại là 8 đều mà. Team mình vẫn đang lợi hơn. Vì trụ này, đấy đang lợi hơn về trụ rồi, hai cái trụ rồi. Đây, tội rổ, kéo nát, ôi ra mà tán. Ui dồi ôi, một gậy, đây, chạy đâu được nhờ. Hai gậy, bộc phá, rồi, thôi đánh bò chết rồi. Có mặt sống hộ tôi cái siêu việt. Đấy chứ anh em gì này. Hiện tại kéo nát team họ là chính thức. Em phế tàn tật rồi, em không còn cơ hội nào em gỡ rạt lại nữa đâu. Kể cả đánh về lên game nhá. Đấy, đầu game em hơi bị khó chịu, nhưng hiện tại giờ kéo nát cực kỳ là phế rồi. Ôi trời ơi, ngon quá. Gặp ngay cái bùa đỏ đây rồi, thơm quá đi. Nhanh, bút fly ra vét mất cái con bùa tôi rồi. Rồi. Hiện tại thì đã loại bỏ được một thành phần rồi. Đã loại bỏ được xạ thủ team họ, không còn mối nguy hiểm nữa, tại vì là quá là phế vật.
Cái này bây giờ mình chỉ còn để tâm đến Ignis thôi, một ông già. Đấy, già nhưng mà khỏe, vẫn phải cẩn thận, vẫn nên đánh rất là từ tốn và cẩn thận nha. Ô, từ từ, núp lùm thì không núp. Chạy đi nhanh đi em ơi, em ơi bị choáng rồi nhưng mà không kịp. Rồi 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 rồi, từ từ nha. Farm đi, farm ra đã. Hiện tại mình solo đường kinh công đúng không? Nhưng mà mình vẫn chưa lấy được cái đường kinh công. Khổ quá, mình chơi mình hầu như là nếu ví dụ mà đánh một thời gian tầm 3 4 phút mà không lấy được cái trụ của nó thì kiểu nản nản đấy, mình bỏ lên thì bắt đầu đi quẩy sang lên khác. Đánh kiểu rất là ngao ngáo như thế, rồi đánh nhau ra tranh này, ra tranh chơi luôn này. Này thì Butterfly, nữ quái nổi loạn này lên bảng. Lên bảng em ơi. Em ơi em ơi. Đấy. Butterfly chất tứ vì thứ này là vét máng mà khi mà đồng đội quá là yếu máu không thể hỗ trợ được và cũng như không thể có thể gây sát thương được cho tướng địch thì Butterfly kiểu là phế vật luôn rồi, chỉ đứng ngoài và chờ thôi. Thật sự thì không gây được sát thương trong trận đấu này thì đối phương có teo nét đấy để cứu gì ấy nhưng mà phế vật lắm rồi. Dù béo tay 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 ngắn nhảy vào đây thì cũng bị choáng rất liên tục luôn. Trận đấu này team mình hai xạ thủ đến việc đẩy đẩy gọi là đẩy nhà rất là nhanh. Cá Phoenix đẩy cái kia thì nát luôn nhà rồi. Lên gọi là lên đường dồn dập luôn. Quay. Lại làm gì mà căng, lại làm gì mà căng. Chị là làm gì căng. Hiện tại là nát tư tươm. Đấy, hiện tại thì các anh em nhìn nhá. Cái điểm mà hạ gục thì cũng chênh lệch cũng bình thường thôi nhưng mà cái trụ thì mình đẩy khá là nhiều. Thấy chưa? Tính chất trận đấu nó khác hẳn như cái bên ngoài khi mà với tướng anh em chửi hết nhau lên. Hết trẻ trâu này, hết trẻ trâu nọ bây giờ là. Đấy, kiểu đánh như này về hợp tác vui không? Cứ im lặng mà đánh đi, lẳng lặng mà đánh đi, đừng có ý kiến gì cả. Vì một trận đấu lên sao và lên hạ. Đấy. Đây đây đây, đây. Nào, ra luôn, mình đứng chỗ này đỡ bị phát hiện mà ai ngờ thôi 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 lên bảng rồi. Lên bảng oan mây. Phát này đi. Này thì xạ thủ này. Này thì xạ thủ này, bộc phá rồi, chết cả đôi luôn. Wow. Môi nhử khá là ngon, Anis lên bảng vào, team mình kiếm được một ba mạng. Đấy, một đổi ba khá là lời. Và Alice thì cũng không quan trọng tại vì Alice là đỡ đòn rồi. À đó là hỗ trợ rồi. Vậy nên là làm mồi nhử cũng khá là ngon. Muốn bắt được cá to thì phải thả thính thơm. Vừa xong là thính rất là thơm. Thả ra Alice đấy, xong là bắt được vừa một phát đàn cá cực kỳ to. Bắt được cả Butterfly, cả luôn cả Teo Nát đấy. Đó thơm rồi. Rồi. Từ từ lại giao tranh vậy, vừa mới đánh nhau lại giao tranh rồi, khổ quá, cứ đây 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 ra luôn này. Một gậy, ôi giời, chết rồi, ngu người rồi. Thôi, em xin lỗi người ơi. Trời ạ, à, người ơi sao mà người độc ác vậy. Ngoài, nhảy vào combat bị khống chế của Ignis kìa. Đấy chưa, già mà khỏe á. Sợ thật, ôi thôi, vét. Thua bây giờ về ngay không kịp. Ôi vừa xong bây giờ mới để ý là cái nít đi lẻ kìa. Hai xạ thủ cũng đều khỏe như này mà đi lẻ làm gì. Ok mình đã lên được cái phước cập kiếm và bây giờ mình sẽ ở sau lắm kiếm dài này thôi, mình sẽ bán cái kiếm dài đi và lên cái xong là bát tép nha. Lên nhiều kiếm dài quá rồi. Lên được phước cập kiếm nó bắt đầu khỏe rồi và lên được xong bát tép nên anh em sẽ có tốc độ di chuyển và tỷ lệ chính mạng tốc độ đánh rất là nhiều đó. Tiếp đến là nếu mà đối phương thì trận đấu này tanh thì cũng chả thấy đâu nhưng mà mình đã lên một cái trang bị đó kiếm Muramasa lên đấy để cho nó không lầy lội đi rồi. Ở lên bảng em ơi. Tiếp tục nào, quay luôn thịt luôn, một gậy đấy, hai gậy rồi. Ủa ôi chết rồi, bốc hơi nhanh thế sao mà tôi không được cái mạng nào vậy, té ngay. Ui, đau 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 đau. Gặp nó nện kìa, cái thanh niên Oma nó nện kìa, nó nện đau quá, một mạng thơm vậy rồi hay quá, cấp cứu thành công. Bây giờ cái mạng nữa đây rồi, double kill tiếp tục rồi, lên bảng ba mạng lại thả một quả thính ra vào đớp. Thả một quả thính ra và chơi được luôn ba mạng rất là ngon lành, rất ngon sơ. Bây giờ hầu như là cắt sạch đối phương rồi, quá lắp vế. Đừng có nhìn đội hình mà đánh giá, thắng bại tại kỹ năng. Đội hình cũng là quá là quan trọng nhưng mà hầu như anh em có kỹ năng cao. Ôi, what the hell, cái gì vậy? Tôi chịu rồi, lần này thì tôi không thể tin nổi vị support này nữa rồi. Mình cứ nghĩ là đây là một support chân chính, gọi là rất là chân chính của Alice, ai ngờ là thôi kiểu là em vung tay em nhỡ tay mà em nhỡ cái ép cái con màu xanh của anh nhưng mà làm gì bức xúc thế, thật sự rất là bức xúc. Trời ạ, quý game. Mình cần giảm thời gian hồi chiêu, mình cần hồi năng lượng thôi, đành tạm vào rừng
là ăn tạm vậy. Ăn tạm ở đường mình thôi. Khổ quá. Rồi, à, mình sẽ lên kiếm Muramasa. Tiếp tục quẩy nát cái trận đấu này thôi. Chứ cái trận đấu này khá đơn giản rồi. Không còn cái gì nữa, xạ thủ team họ thì không xanh. Butterfly đến cuối game là phế. Butterfly anh em đặc biệt nó chỉ khỏe đầu game thôi. Hiện tại late game là cực phế luôn. Không vét được và cũng phế phế, tầm đầu game phế và cuối game phế, không bao giờ không phải ngốc ngóc đầu lên được. Đấy. Thêm cả rồi cái du béo thì cũng ổn ổn, Oma ổn, Ignis ổn, ba vị tướng late game khỏe nhưng mà không gánh được tạ đâu. Hai đương nhiên cân cả du béo rồi. Đấy. Rồi Butterfly với cả Butterfly 7 năm đấy cũng khá xanh. Rồi. Một mạng không có vét được này, vét đi đâu. Ok. Tiếp tục vô nữa 9 mạng rồi. Ok, mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây nhanh em ơi. Sẽ bắn tôi thế, đùa rồi, mày quá chỉ tí nữa chết. Ok, và trận đấu về vị tướng Ngộ Không mình đã thành công, và như là mình sẽ để lại các trang bị vị tướng Ngộ Không với game anh em cố gắng xem nhá. Các trang bị của nó vẫn giữ nguyên thôi. Rồi lên một sao nữa. Ôi lúc vào game sợ vãi, toàn thanh niên nói AFK nọ mà tình trình độ đánh hay đây, thỏ Slim 11 đây, cả Phoenix 23 đây, đấy làm gì có phế mấy đâu. Rồi, không phế một chút nào cả. Thắng bại tại kim nam mà cứ chửi nhau lại sinh ngậu lên thì chịu luôn. Ok, và các trang bị cho vị tướng Ngộ Không nha anh em. Đâu rồi. Ngộ Không của tôi đâu. Ngộ Không là sát thủ nhờ. Sát thủ Ngộ Không, đây Ngộ Không đây. Thanh kiếm này, giày kim cường, sao Nabatat, tức cập tuyến, Muramasa, Mankania. Đây các trang bị mình lên cho vị tướng Ngộ Không nha, vẫn giữ nguyên. Ok, cảm ơn mọi người đã tham gia video mình. Bye bye, I love you, chị.